Những ngày qua, nhiều du khách các tỉnh đến với Khánh Hòa rất thích thú khi được trải nghiệm săn mây tại huyện miền núi Khánh Sơn. Địa điểm săn mây nằm tại xã Ba Cụm Nam, cao hơn 600 m so với mặt nước biển. Để đến được điểm lý tưởng này, du khách phải vượt qua những đoạn đèo uốn lượn được bao bọc bởi những hàng cây xanh. Khi đến nơi, du khách có thể chụp ảnh làm kỷ niệm cùng với người thân và bạn bè, tận hưởng không khí mát mẻ, không khác gì so với Đà Lạt và Sa Pa. Thời gian ngắm và chụp ảnh những đám mây trắng dày đặc khoảng từ 5 giờ đến 8 giờ 30 sáng. Theo lãnh đạo huyện Khánh Sơn, thời gian qua, hàng ngàn lượt khách đã đến đây tham quan, săn mây. Nhiều đoàn khách còn cắm trại qua đêm, sau đó kết hợp thăm nhà vườn, thưởng thức các loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt tại đây.